Sáng nay, khảo sát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đường DT746, khu công nghiệp V-Ship 3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các cấp ngành địa phương, đơn vị liên quan đôn đốc lực lượng để tiến độ triển khai các dự án, tập trung phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh, dự án nâng cấp mở rộng đường DT746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa, có chiều dài 11,4 km. Đối với đoạn qua địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt đơn giá bồi thường đất để thực hiện dự án. Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên đang hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, dự kiến chi trả tiền bồi thường trong quý 2/2023. Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ thi công dự án đường DT746, làm tốt công tác đền bù giải tỏa, vận động người dân đồng thuận chủ trương để triển khai dự án nhanh chóng, thuận lợi. Qua lễ triển khai thì tôi đề nghị là mở chiến dịch và tập trung để giải phóng toàn tuyến, đề nghị thế, giải tỏa toàn tuyến. Cái thứ hai về thi công á, tôi đề nghị tăng tốc lên, động viên các nhà thầu làm hết cái này còn làm cái khác. Các cái đơn vị tư vấn thiết kế là phải sát. Đối với dự án khu công nghiệp V-Ship 3, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc đảm bảo tốt kế hoạch triển khai sẽ tạo ra lợi thế lớn trong đón đầu thu hút mời gọi đầu tư. Chính vì vậy, các sở ngành liên quan của tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện triển khai nhanh giai đoạn 2 của dự án, hoàn thiện các hạng mục đầu tư, đảm bảo các điều kiện vận hành hoạt động một cách tốt nhất.